Hồi 13 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương với 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 64 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4 mét, vùng gần tâm bão 3-5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2024. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Bắc cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình ngày 80 đến 84%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 3,65 m, mực nước thấp nhất 3,25 m.